Anh ơi, chiếc loa Marshall mang đi là mới nhất hiện nay. Đây là câu trả lời cho em. Marshall Middleton, sản phẩm mới nhất của nhà Marshall mang đi. Thực ra cái con này khá là hay nhá. Tất cả những con Marshall khác ấy, nó có cái điểm ná ná nhau. Ví dụ như là có sẽ những dòng to nhá, là trên này sẽ có cái chỉnh bass shape volume này. Thì có cái phím vật lý. Thì bây giờ nó chuyển hết sang thành phím dạng bấm rồi, không phải là phím vặn vặn như cũ nữa. Một thiết kế khá là trẻ trung và mới. Cái con này là có cái công nghệ Stereophonic, một công nghệ khá là mới trên cái dòng Marshall. Vì thế mà âm thanh của nó trên một chiếc loa như thế này nhưng nghe rất là đã. 360 phía sau, phía trước và phía trái với phải như nhau luôn. Thiết kế của nó khá là giống con Emerton 1 và Emerton 2, bởi vì là hình hình trụ chữ nhật này và một phím Orion ở giữa. Tuy nhiên thì nó phải to gấp 3 gấp 4 lần con Emerton luôn. Và với cái công suất của nó ấy, khi mình nghe ấy, thì có khi là nó to ngang con Marshall Cuban 2 luôn á. Nhưng mà nó lại có cái phong cách gì trẻ trung và gọn gàng, dễ mang đi hơn. Vì chúng ta có thể nhét cái này vào ba lô. Chứ con Marshall Cuban ấy còn lâu mới nhét được vì nó rất là to. Tuy nhiên thì thằng Marshall Cuban nó có một cái quai khá là lớn trên này. Nhưng cái con này cũng có một cái quai, là cái quai chỗ này. Mình thì mình chưa gắn vào đây, vì nó đang để trưng bày đầu kia. Và cái quai của nó thì các bạn có thể custom được theo ý của mình. Nếu mà các bạn tìm đơn vị bên ngoài làm một cái quai da khác. Đấy là cái mà mình thấy thích ở con Middleton này. Đấy là cái tiện lợi của nó cho một cái dòng loa lớn đều tích hợp trên con này. Và cái tính đặc biệt của nó là cái công nghệ âm thanh của nó mới nhất đều có trên con này luôn. Ngoài ra thì nó còn có là một cái sạc dự phòng cho điện thoại khi mà điện thoại hết pin. Chúng ta sạc đầy nó, chúng ta không chỉ nghe nó, chúng ta còn sạc ngược lại với cái điện thoại luôn á. Và đây là Marshall Middleton.